Tuyên Tuyên đi. Ủa ôi. Rồi, mã H5 ok chưa ạ? H5. Đẹp dã man luôn, đây giờ đâu mua gót đâu. Ok chưa? Cất đi, cất đi, các chị nhận hàng về nó là như này nhá. Không cho phụ mua này của bán. Đấy, ai comment nhanh nhất thì được nhá. Ok chưa? Ui. Dã man con ngan. Đây rồi. Ok 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 ok. Rồi. Mã H5 chỉ là comment nhanh nhất được. Rồi. Nước hoa chỉ có 119.000 một lọ thôi, em bỏ cái này xuống giùm anh với. Cho mượn, cho mượn, cho mượn bút. Các cụ vào 129. Hay là cụ gạch cho con nhé. Vâng, đây, đây. Đây. Ok chưa? Ông Thiện đi lạc vào đây à? Đây chơi mã này trước đi cụ ơi. Đây chơi mã này trước đi, chơi mã này trước, chơi mã này trước. Lên mã cao gót ở trước. Ok. Bây giờ sẽ là cao gót nhá, các chị lưu ý giùm em này. Bây giờ mới là cao gót, từ từ đã. Lô cao gót này là ở đằng sau lưng em, đúng không ạ? Tất cả các anh em vừa mới check xong mang vào đây để cho em bán. Đấy, tất cả các anh em đang check sai và mang vào đây cho em bán. Đấy, tất cả nó rất là tự nhiên, ok chưa ạ? Không có một sự chuẩn bị gì cả. Và các chị nhìn cái hàng hộp bạc này. Hàng hộp bạc này các chị nhìn đúng không ạ? Em bán cái hàng này rất nhiều rồi, nếu mà để chất lượng của nó, cho chị nào hay mua hàng thì biết hàng AD và Oso đúng không ạ? Là những cái thương hiệu rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Nhưng cái hàng hộp bạc này nó không thua kém gì về chất lượng các chị nhé. Không thua kém gì về chất lượng, nhưng nó khác nhau các chị biết là cái gì ạ? Chỉ phải đúng một cái tên. Chỉ đúng một cái tên thôi ạ, nhưng chất lượng không bao giờ khác nhau. Ok chưa ạ? Nên cái lô hàng này em chi ân cho các chị giá 149.000. Bình thường giá nhập vào nó đã là 140.000 rồi. Đấy. Ok chưa ạ? Comment luôn cho em mã này mà, lô này là lô xuất sắc nha, comment cho này. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh giùm em nhá, chuẩn bị giùm em này. Chỉ cần nhanh tay thì được thôi nhá. Có sai 34, 35, 36, 37, 38, 39. Mà 39 chỉ có đúng một đôi thôi ạ. Từ từ cho con mượn con xem. 34 có 3 đôi. Chị nào chân sai bao nhiêu chuẩn bị kỹ đi nhá. Không em lên mẫu không mua được đâu. 89 đủ sai. Ôi. Đấy, các chị nhận hàng về này. Qua một cái lớp hộp là đến một cái lớp túi chống sốc. Qua một lớp túi chống sốc là đến hút ẩm. Sau đó là túi. Đấy, rồi mới đến đôi giày. Các chị thấy không ạ? Bây giờ thời buổi thương mại điện tử. Thương mại hóa, thương mại điện tử. Tất cả những cái thương hiệu lớn đúng không ạ? Nó mới bọc dán như thế này. Mã này comment cho em, mã này là mã M1. M1. Sai 34, 35, 36, 37, 38, 39. M1. M1 đủ sai. 149.000 đồng. Ôi. Gót cao tầm khoảng 7cm, form 1.5. Gót cao tầm khoảng 7cm, form 1.5. Đẹp dã man con ngàn. Dã man con ngan cho ạ. M1 kèm size kèm số điện thoại chốt đơn. M1 kèm size kèm số điện thoại chốt đơn cho em ạ. Sổ đẹp chưa? Mỹ mãn nhờ. Sổ đây là đôi kẻ Burberry mùa hè đi được. Tại vì sao? Rất thoáng chân các chị nhìn nhé. Rất thoáng chân cho em ạ. M1 size 39 cho Hồng Hạnh Đỗ. Ghi nha em nhá. Em ơi ghi nhá. M1 39 cho Hồng Hạnh Đỗ. M1 size 38 cho Phượng Nguyễn. M1 38 Phượng Nguyễn. M1 36 cho Huyền Trang. Cụ ơi cụ gạch cho con mà. M134 cho Huyền Trang, 34 cho Thảo Nhí Ngố. 34 cho Thảo Nhí Ngố, mã M1. Comment cho em mã là M1. Form 1.5 ạ. Lưu ý giùm em là form 1.5. Không phải ghi đâu. Cô đọc lại đi. Form 1.5. Cô đọc lại đi. Hả? Đọc lại của con gái. Đọc lại á, bây giờ bắt đọc lại à? Quên nó vừa xong ghi thêm mẫu. Huyền Trang 36. Huyền Trang 36. Hồng Hạnh Đỗ size 39, chị Hồng Hạnh Đỗ 39. Ok. Chị Phượng Nguyễn size 38, Phượng Nguyễn 38, Huyền Trang 36, Thảo Nhí Ngố 34. Thảo Nhi Ngố 34, okay. Comment chị Dung Tép 34, Dung Tép 34, Thúy Nguyên 37, Thúy Nguyên 37, okay. Lukita Trần xe 37, Lukita Trần 37, Ngô Trương Huyền 38, Ngô Trương Huyền 38, Triều Phương Hoa xe 37, Triều Phương Hoa xe 37, Huyền Trang xe 35, Huyền Trang xe 35, ok chưa ạ? Chị Ngọc Trâm xe 37, Ngọc Trâm xe 37, mã là M1, kèm size, kèm số điện thoại cho em để chốt đơn nhá. Ôi, cái đôi giày dã man luôn này. Chị Thu Trang xe 36, Thu Trang xe 36, Khánh Vũ xe 36, Khánh Vũ xe 36, Nhung Nguyễn xe 38, Nhung Nguyễn xe 38. Okay. Ủa em đọc em khản hết cả cổ. Nói thật với các chị Ngọc Anh, các chị comment nhanh lên dùm em này. Ngọc Anh xe 39, Ngọc Anh 39. Hết 39. Hết 39, còn 34, 35, 36, 37, 38. Ủa dã man nhỉ. Số lượng thì mỗi đôi mấy đôi thôi nhá. Chất nhỉ. Mỗi mẫu còn, mỗi size còn một đôi. Ok chưa ạ? Mỗi size còn một đôi thôi. Ok chưa ạ? Lấy comment cho em mã M1. Lên nước hoa cho em bán hết nước hoa rồi. Chị Lê Hường 35. Lê Hường 35. Ok. Đẹp nhỉ. Các chị nhận đôi hàng giày này về này. Mỹ mãn chưa? Dã man con ngàn luôn ạ. Có gót vuông không? Lên gót vuông. Ok, rất nhiều mã, có đến hàng trăm mã ở đây cơ. Có đến hàng trăm mã ở đây cơ. Em sẽ lên lần lượt từng mã một. Lần lượt từng mã một nhá. M1 36 cho Nguyễn Thị Thu Hương. 36 Nguyễn Thị Thu Hương. Ok. Rồi, mã M2 các chị này. M1 hết rồi. M2. Ui. Thôi xong. Bình thường các chị mua một đôi kim sa ánh vàng. Yêu kim sa ánh vàng như này, đôi này nhá các chị này. Đôi này dã man luôn. Còn 37 không nhỉ? Còn 37 cho chị Loan Phạm. 37 cho chị Loan Phạm, 36 cho chị Bống Bang. 37 cho chị Loan Phạm, 36 cho Bống Bang. 30 sang lên mã M1.